đất kín chân này mới vẫn đốt được tài thật. Không cần tha nhiều mình. Đủ mẹ. Nào, nào. Còn thua. Đi về nhà rồi ăn. Ừ, rồi. Nhà uống một thử cơm này ơi. Rồi. Uống tươi. Tối nay ông trả thổi cơm nha. Ôi trời ơi, gọi lắm không? Đêm buông xuống rồi ạ. Cái gì lại ơi? Đang làm cho ai ấy? Đang chở khoai. Đang chở khoai. Xe nào chở? Xe anh Thuận. Thuận nào ta? Thuận nhà bác Phụng ấy, Phụng Hướng ấy. Mẹ từng mơn nhà ông Thuận kìa. Thế này tí ai ngồi? Để thế này tí ai ngồi? Ông lầy ở đâu ấy? Lầy ở đâu ấy? Lầy ở đâu? Lầy đến đâu? Chở. Thế xe nào lầy mà xích xiếc? Nó kêu là qua cái hục chỗ nhà ấy đây. Chỗ nhà Thụy đường 8m đây, cái hộp chỗ đấy thì phải có một con xe, chỗ đấy cái hộp đấy phải có một con xe ở đằng trước chạy qua được cái hộp đấy mới kéo đà lên luôn. Ý là cả xe của ông ấy nữa, ông anh Tú nhà Chí Ngôn ấy, nay 6 xe. Chứ mày đi làm gì hả? Mày đi làm gì? Đi bốc đá chứ đéo gì, thế là bị dính luôn đi, bị cày. Xe mày lầy hả? Xe thì mình lên nấu rồi. Nhưng mà xe cày lầy hả? Xe cày này có cày được đéo đâu, bị lừa từ lúc sáng đến trưa. Trưa xong ngồi măn mi vài ni thế là bị dính cước. Đéo không cày được tí nào hết ấy. Thế xe nhà có lầy chỗ đấy không? Xe nhà cày chỗ nhà Thành Dung ấy. Ông Thành Dung không nhận mình cày mà. Quyết lý nhận từ đầu rồi thôi, chắc mình cũng bỏ thôi chứ để ông làm ăn. Tự nhiên xem vô thì mệt. Ý là cái con N nhà mình nay ba chở có lầy không? Có á, xe nào mà chở lầy. Lầy ở đấy á? Ừ. Lầy nặng không? Kéo gì là quyền, mẹ này xe nhà mày như cứt đi. Mẹ này lên này xuống bố. Xe nhà mình nay, xe nhà mình nay lầy nặng không? Bình thường, hôm nay nặng nay có chở 160, 164, 170. Mấy hôm cứ quất 246 với 246 một chuyến đi về. Này kéo nhẹ phân lên à hay là kéo mạnh?
Máy Thuận, máy anh Thuận vừa ạ. Thôi. Ý là máy 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 nhà mình hôm nay kéo nhẹ phát là lên hả? Thôi đi ấy đây. Chạy máy đây nhá. Ừ. Chạy máy đây.